Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Tôi là Lê Minh. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan từ ngày 22 đến 24 tháng 10 đã trở thành tâm điểm của cả thế giới. Nếu trước đây Washington và Brussels từng xem BRICS như một vật trang trí cho có, thì lần này mọi sự chú ý đều dồn về hai điểm chính đầy kịch tính. Đầu tiên, cú bắt tay lịch sử giữa hai ông lớn châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc đã diễn ra trước thềm hội nghị. Sự kiện này không chỉ làm rung chuyển cả BRICS mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi hai đối thủ chuyên kiếp này dẹp bỏ căng thẳng để cùng hợp tác. Đây là tín hiệu rõ ràng rằng BRICS không chỉ là những lời nói suông. Thứ hai, câu chuyện về phi đô la hóa tiếp tục nóng lên. Nhưng điều đáng chú ý là nếu không dùng đồng đô la thì dùng gì? Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đang thảo luận sôi nổi về việc chọn đồng tiền chung cho BRICS. Đồng tiền đó phải đảm bảo sự tin tưởng tuyệt đối và đi kèm với nó là cơ chế hoạt động phải minh bạch và hiệu quả. Tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đang đạt mức cao ngất ngưởng, thêm phần kích thích cho cuộc tranh luận. Hôm nay thì chúng ta sẽ giải mã những tín hiệu này. Thỏa thuận lịch sử Ấn Trung mở màn cho BRICS. Như chúng ta đã biết, Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu căng thẳng từ năm 2020 liên quan đến khu vực biên giới tranh chấp. Nhưng có vẻ như vấn đề này hiện đã có một bước ngoặt lịch sử. Chỉ một ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS cực kỳ quan trọng tại Kazan, Nga, hai quốc gia đông dân nhất châu Á đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều năm qua. Thỏa thuận này không chỉ dừng lại ở việc giải quyết tranh chấp, mà còn đánh dấu một bước tiến lớn khi cả Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý tuần tra chung tại những khu vực biên giới đang gây tranh cãi, đặc biệt là dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC, nơi từng xảy ra xung đột quân sự căng thẳng. Đây là một bước đi đầy bất ngờ, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai ông lớn châu Á, chấm dứt những căng thẳng vốn đã âm ỉ suốt 4 năm qua. Cú bắt tay lịch sử này chính thức diễn ra ngay trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga. Điều này mở ra kỳ vọng rằng ông Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong tương lai. Thỏa thuận này không chỉ đánh dấu sự cải thiện trong quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Trung Quốc mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết của cả hai bên trong việc giữ vững ổn định khu vực. Cả hai quốc gia đều nhấn mạnh cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời đảm bảo rằng tranh chấp biên giới không ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế hay hợp tác đa phương, đặc biệt trong các diễn đàn như là BRICS. BRICS đang từng bước củng cố vị thế của mình như là một tổ chức kinh tế và chính trị quan trọng. Thỏa thuận giữa Ấn Độ và Trung Quốc chính là chìa khóa giúp BRICS giữ vững sự ổn định và thống nhất nội khối, từ đó tăng cường khả năng thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế độc lập và đa phương. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phương Tây đang áp dụng nhiều biện pháp bảo hộ kinh tế và trừng phạt quốc tế, gây áp lực lớn lên các quốc gia thành viên của BRICS. Một trong những mục tiêu cốt lõi của BRICS là giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính toàn cầu do phương Tây chi phối, đặc biệt là đồng USD. Sự hợp tác giữa Ấn Độ và Trung Quốc sau thỏa thuận biên giới mở ra cơ hội lớn cho việc thúc đẩy các sáng kiến tài chính như là Ngân hàng Phát triển mới NDB và cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ trong khối. Một BRICS đoàn kết sẽ có khả năng thách thức các thể chế tài chính phương Tây một cách mạnh mẽ hơn, tạo ra những cơ hội mới cho các thành viên trong khối và cả các quốc gia đang phát triển. Với vị trí là hai nền kinh tế lớn nhất trong BRICS, Trung Quốc và Ấn Độ có tầm ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của tổ chức. Nếu căng thẳng biên giới giữa hai nước không được giải quyết, điều này sẽ làm suy yếu nội lực của BRICS và khiến khối này phân tâm khỏi mục tiêu đối phó với ảnh hưởng từ phương Tây. Bằng cách giảm căng thẳng, Ấn Độ và Trung Quốc giờ đây có thể tập trung nhiều hơn vào việc hợp tác kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững, từ đó tăng cường sức mạnh nội tại và khả năng cạnh tranh của BRICS với các cường quốc phương Tây. Thỏa thuận này không chỉ là một bước tiến trong việc giảm căng thẳng biên giới, mà còn thể hiện rõ nét sự độc lập về chính sách đối ngoại của các nước BRICS, đặc biệt là Ấn Độ. Ấn Độ đã khéo léo duy trì mối quan hệ ổn định với Trung Quốc, dù vẫn hợp tác mạnh mẽ với phương Tây, đặc biệt là trong nhóm Quad, nơi Mỹ đóng vai trò quan trọng. Điều này cho thấy rằng các thành viên BRICS có khả năng tự định hình quan hệ quốc tế của riêng mình mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ khối chính trị nào. Có thể nói, khi những bất đồng trong nội khối đã được tạm thời giải quyết, thì BRICS giờ đây có thể tận dụng sự đoàn kết để cạnh tranh mạnh mẽ hơn, thay vì bị xem nhẹ như là một tổ chức vô dụng như trước. Chúng ta đã biết, phương Tây có khối kinh tế G7, trục đối thủ cạnh tranh có BRICS. Đánh giá một cách khách quan thì về tiềm năng, tiềm lực và thách thức, chúng ta sẽ thấy G7 bao gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới, chiếm phần lớn GDP toàn cầu, với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức là ba nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các quốc gia G7 đang dẫn đầu thế giới về công nghệ, tài chính và đổi mới. Họ sở hữu những công ty công nghệ hàng đầu và nắm giữ những sáng kiến liên quan đến công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo.
G7 có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức tài chính quốc tế như là IMF, Ngân hàng Thế giới và WTO. Họ cũng chiếm lĩnh hệ thống tài chính quốc tế với đồng USD và Euro chiếm đa số trong các giao dịch toàn cầu. G7, đặc biệt là Hoa Kỳ và các đồng minh NATO, có tiềm lực quân sự và ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ trên trường quốc tế, đảm bảo vị trí dẫn đầu của họ trong các vấn đề an ninh toàn cầu. Còn BRICS thì bao gồm các nền kinh tế mới nổi và lớn nhất thế giới, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi G7 chiếm ưu thế về quy mô hiện tại, BRICS đang dần tăng trưởng nhanh hơn, đặc biệt là Trung Quốc với GDP đứng thứ hai thế giới và Ấn Độ có tiềm năng tăng trưởng cao nhất. BRICS có lợi thế lớn về dân số, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc chiếm hơn 1/3 dân số toàn cầu, tạo ra một thị trường tiêu thụ và lực lượng lao động khổng lồ. Các quốc gia BRICS sở hữu một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm năng lượng, khoáng sản và đất đai. Nga là quốc gia dẫn đầu về dầu mỏ và khí đốt. Brazil có tiềm năng lớn về nông nghiệp và năng lượng tái tạo. BRICS bao gồm các quốc gia có mô hình kinh tế và văn hóa đa dạng, từ các quốc gia công nghiệp hiện đại Trung Quốc đến các nền kinh tế nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên như là Brazil hay Nam Phi. Khách quan mà nói, về tiềm năng phát triển, G7 có tiềm năng duy trì vai trò dẫn đầu nhờ vào sức mạnh trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như là AI, robot và năng lượng tái tạo. G7 vẫn duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ trong các tổ chức quốc tế và có lợi thế từ việc các quốc gia thành viên chia sẻ giá trị dân chủ, tự do thương mại và pháp quyền. G7 còn có những cơ chế tài chính mạnh mẽ và linh hoạt để đối phó với các khủng hoảng kinh tế như thông qua việc in tiền và điều chỉnh chính sách tài chính toàn cầu. Còn BRICS thì sao? BRICS, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, có tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao hơn nhiều so với các nước G7. Trung Quốc đang tiến tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa, còn Ấn Độ có dân số trẻ và nguồn nhân lực dồi dào. Với nguồn nhân lực trẻ và giàu tài nguyên, các quốc gia BRICS có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và công nghiệp. Sự chuyển đổi sang các ngành kinh tế xanh và năng lượng tái tạo cũng là tiềm năng to lớn cho các nước như là Brazil và Nam Phi. Thưa quý vị, hiện nay các quốc gia G7 đang đối mặt với sự già hóa dân số, khiến chi phí an sinh xã hội tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Thị trường lao động cũng dần bị thu hẹp. Sự cạnh tranh với các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ khiến G7 phải đối mặt với nguy cơ mất vị thế trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Còn đối với BRICS, mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng nhanh, các thành viên khác như là Nam Phi hay là Brazil đang phải đối mặt với nhiều thách thức về chính trị cũng như là kinh tế nội bộ. Sự không đồng đều trong phát triển giữa các thành viên có thể cản trở khả năng cạnh tranh của BRICS. Một số thành viên như là Nga và Brazil vẫn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, khiến họ dễ bị tổn thương trước những biến động giá cả cũng như là nhu cầu toàn cầu. Nếu đánh giá về lợi thế cạnh tranh, các nước BRICS có một số lợi thế so với G7. Thứ nhất, BRICS là một thị trường khổng lồ vì dân số của các nước BRICS cao hơn dân số của các nước G7 gấp 3 lần. Thứ hai, BRICS là những quốc gia có nguồn tài nguyên khá phong phú. Họ chiếm khoảng 49% tổng trữ lượng dầu khí trên thế giới. Hiệp hội này cũng nắm giữ 80% tổng trữ lượng nhôm trên thế giới. Nhờ Trung Quốc, BRICS chiếm vị trí dẫn đầu về trữ lượng kim loại hiếm, cũng như là sản xuất lithium và các nguyên tố cần thiết khác để phát triển sản xuất công nghệ cao. Ngoài các nguồn tài nguyên, Nga còn cung cấp cho các nước BRICS các tuyến hậu cần cần thiết để tăng tương tác thương mại có lợi hơn. Mỗi quốc gia trong BRICS đều có thế mạnh riêng. Trung Quốc đã tạo ra một công xưởng toàn cầu, nằm trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Ấn Độ là quốc gia lớn nhất về dân số với dân số ngày càng tăng. Nga và Ả Rập Saudi là những quốc gia có lượng tài nguyên thiên nhiên lớn. Brazil là quốc gia lớn nhất ở Mỹ Latin. Dân số đông, đồng nghĩa với việc tiêu thụ lượng lương thực và năng lượng lớn hơn. Đó là lý do mà nhiều nhà kinh tế có nhận định lạc quan khi cho rằng không có gì ngạc nhiên khi các nước BRICS vượt trội hơn G7 về sản xuất năng lượng hơn 74% và diện tích ruộng trồng trọt ở các nước BRICS cao hơn gấp đôi diện tích đất canh tác ở G7. Ngoài ra, Ấn Độ và ở một mức độ thấp hơn một chút là Trung Quốc được hưởng lợi từ khả năng sử dụng lao động giá rẻ. Đây cũng là một lợi thế đáng kể cho phép họ tăng sản lượng đáng kể. Các nước BRICS còn có nguồn nhân lực dồi dào, có lẽ không có chất lượng cao nhất về giáo dục và các thành phần khác, nhưng về mặt số lượng thì lớn hơn các nước G7. Đáng chú ý, vào cuối năm 2023, tỷ trọng của BRICS trong nền kinh tế toàn cầu được ước tính sẽ tăng từ khoảng 31 lên 35%. Điều này phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của các nền kinh tế đang nổi trong khối, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, vốn đang tăng trưởng với tốc độ cao hơn so với các nền kinh tế phát triển trong G7. Sự gia tăng tỷ trọng này còn được hỗ trợ bởi việc các quốc gia BRICS đẩy mạnh hợp tác kinh tế và thu hút các thành viên mới, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Dự báo cho thấy, BRICS có thể tiếp tục tăng vai trò và tầm ảnh hưởng trong những năm tới, đặc biệt khi các nền kinh tế lớn trong khối này tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu ước tính, sức mua tương đương PPP vào năm 2023,
Tỷ trọng của các quốc gia BRICS trong nền kinh tế toàn cầu được dự đoán đạt 36,7%, một mức kỷ lục, trong khi tỷ trọng của G7 giảm xuống 29,6%. Sự gia tăng này phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của các nền kinh tế BRICS, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, vốn có dân số lớn và chi phí sinh hoạt thấp hơn, giúp họ có lợi thế lớn trong tính toán theo sức mua tương đương. Tổng GDP của BRICS trong năm 2023 tính theo sức mua tương đương PPP đã vượt qua G7, đạt hơn 60.000 tỷ USD, trong khi tổng GDP của G7 được ước tính vào khoảng 46,3 nghìn tỷ USD. Điều này cho thấy sự tăng trưởng vượt trội của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, và khoảng cách này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Điều này cho thấy sự dịch chuyển sức mạnh kinh tế toàn cầu từ các quốc gia phát triển trong G7 sang các nền kinh tế mới nổi, và đây là một xu hướng được dự đoán sẽ tiếp tục trong những năm tới khi các quốc gia BRICS ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong thương mại và sản xuất toàn cầu. Nỗ lực phi đô la hóa của BRICS liệu có thành? Thách thức lớn thứ hai của khối BRICS chính là việc tìm ra đồng tiền chung trong nỗ lực phi đô la hóa đồng USD. Tuy nhiên, việc hội nghị thượng đỉnh BRICS khai mạc trong bối cảnh giá vàng thế giới đạt đỉnh có thể được xem là một phản ánh một xu hướng kinh tế quan trọng trên toàn cầu. Giá vàng thường tăng khi mà các nhà đầu tư lo ngại về sự mất giá của các đồng tiền dự trữ chính, đặc biệt như là đồng USD. Việc BRICS nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong các giao dịch quốc tế có thể là một yếu tố thúc đẩy giá vàng. Vàng từ lâu đã được coi là một tài sản trú ẩn an toàn trong tình cảnh mà bất ổn tài chính. Và khi mà hệ thống tài chính truyền thống dựa trên đồng USD bị thách thức, nhu cầu về vàng có thể gia tăng. Điều này phản ánh sự dịch chuyển của các nhà đầu tư sang những tài sản ổn định hơn khi có sự thay đổi lớn trong cấu trúc tài chính toàn cầu. BRICS cũng đã nhiều lần thảo luận về việc tạo ra một đồng tiền chung để thay thế đồng USD trong thương mại giữa các thành viên. Một trong những lựa chọn có thể được xem xét là việc sử dụng bản vị vàng làm nền tảng cho đồng tiền chung này. Bản vị vàng là một hệ thống trong đó tiền tệ được quy đổi ra vàng với mức giá cố định, giúp đảm bảo giá trị ổn định và giảm thiểu rủi ro về lạm phát hoặc biến động tiền tệ. Nếu BRICS chọn một đồng tiền chung dựa trên bản vị vàng, các quốc gia trong khối sẽ phải duy trì dự trữ vàng đủ lớn để bảo chứng cho giá trị tiền tệ, giúp tăng tính ổn định và đáng tin cậy của đồng tiền mới trong hệ thống tài chính quốc tế. Vàng từ lâu đã được coi là nền tảng vững chắc cho các hệ thống tiền tệ, và việc tạo ra một đồng tiền được hậu thuẫn bằng vàng có thể giúp tăng cường sự ổn định và giá trị của nó trong bối cảnh tài chính toàn cầu đầy biến động. Một đồng tiền chung được hỗ trợ bằng vàng sẽ giúp các quốc gia BRICS giảm phụ thuộc vào USD, đặc biệt trong bối cảnh họ muốn đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và hạn chế ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế do phương Tây áp đặt, như trong trường hợp của Nga. Điều này sẽ tạo ra sự ổn định về giá trị, vì vàng là một tài sản quý và có tính ổn định cao. Bản vị vàng có thể tăng cường sự tin tưởng vào giá trị của đồng tiền chung, đặc biệt khi các nước BRICS có nền kinh tế không đồng đều. Vàng được xem như là một công cụ dự trữ an toàn trên toàn cầu và có thể giúp đồng tiền này có được sự chấp nhận rộng rãi trong giao dịch thương mại quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì một đồng tiền dựa trên bản vị vàng, các nước BRICS cần phải có lượng dự trữ vàng lớn và ổn định. Hiện tại, Trung Quốc và Nga là hai quốc gia BRICS có lượng dự trữ vàng lớn nhất, nhưng các nước còn lại như là Brazil hay là Nam Phi thì có mức dự trữ hạn chế. Điều này có thể dẫn đến sự mất cân đối quyền lực trong việc quản lý đồng tiền chung. Đồng thời, các quốc gia BRICS cũng có những khác biệt lớn về cấu trúc kinh tế, mục tiêu phát triển và chính sách tiền tệ. Việc thống nhất một hệ thống tiền tệ chung, đặc biệt là dựa trên vàng, sẽ gặp nhiều khó khăn trong điều chỉnh chính sách tiền tệ giữa các quốc gia thành viên, đặc biệt khi họ đối mặt với những biến động kinh tế khác nhau. Mặc dù vàng là một tài sản có giá trị, tính thanh khoản của nó trong thương mại hàng ngày không cao, sử dụng vàng như một cơ sở cho đồng tiền chung sẽ cần phát triển các cơ chế phức tạp để đảm bảo thanh khoản và hiệu quả trong thanh toán quốc tế, đặc biệt khi các nước thành viên có các hệ thống tài chính và ngân hàng khác nhau. Giá vàng thế giới tăng mạnh như hiện nay không chỉ đơn thuần do tình hình Trung Đông hay là bầu cử Mỹ, mà còn do sự gia tăng nhu cầu mua và dự trữ vàng của các quốc gia thuộc khối BRICS. Các quốc gia này nhận thức rõ tầm quan trọng của vàng trong bối cảnh họ hướng tới việc áp dụng bản vị vàng trong hệ thống tài chính nội khối. Hệ thống bản vị vàng yêu cầu mỗi quốc gia duy trì một mức dự trữ vàng đủ lớn để đảm bảo rằng người dân có thể đổi tiền giấy thành vàng theo tỷ lệ cố định. Ví dụ, nếu chính phủ xác định một đơn vị tiền tệ bằng 1 gram vàng, thì người sở hữu tiền có quyền đổi tiền giấy thành vàng theo tỷ lệ đó. Chính việc nhu cầu dự trữ vàng tăng mạnh từ các quốc gia BRICS đã góp phần thúc đẩy giá vàng thế giới leo thang. Kính thưa quý vị, việc giá vàng tăng cao trong thời điểm hội nghị BRICS khai mạc có thể là một tín hiệu cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư đang dần thay đổi, đặc biệt trước những nỗ lực của BRICS nhằm tái định hình hệ thống tài chính quốc tế. Khi khối này tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tìm kiếm các giải pháp thay thế,
Đồn đoán về việc phát triển một đồng tiền chung dựa trên vàng đã trở thành một khả năng không thể bỏ qua, mặc dù còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chính trị và kinh tế phức tạp. Tuy nhiên thì sự quan tâm ngày càng tăng đối với vàng như là một tài sản trú ẩn an toàn, nhấn mạnh vai trò quan trọng của kim loại quý này trong việc duy trì ổn định cho hệ thống tài chính toàn cầu trong bối cảnh bất ổn. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận và quan điểm cá nhân của mình bên dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.